Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với video trên kênh của mình nhá. Đây có lý thì mình xin chúc tất cả anh em, tất cả anh em một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe anh em nhá. Đây thì trong video hôm nay mình cũng làm kênh mới. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận coin vàng các bạn nhá. Hiện tại mình mới phát hiện ra một cái mình mới tìm ra cách hack được cái là vàng coin này các bạn nhá. Đây thì các bạn nào muốn nhận phần quà nào thì có một muốn mình làm hộ để hack vàng và mua full cầu thủ, mua full tướng thì các bạn nhớ là theo dõi kênh, like, đăng ký kênh, bật chuông và xem hết cái clip tour các bạn nhá. Và hôm nay thì mình chưa hack được cái kim cương này, chưa biết cách hack và mình sẽ tìm hiểu cho các bạn nhá. Đấy, và hôm nay thì mình sẽ tìm cách để làm hack coin cho các bạn xem nhá. Hack vàng, đấy vàng là coin các bạn nhá. Coin thì các bạn nào thích mình hack kim cương hay là như nào, hack cầu thủ hay như nào thì các bạn nhớ là thích cầu thủ nào thì mình hack được. Đấy thì các bạn nào muốn mình hack thì các bạn nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông và xem hết cái clip tour để ủng hộ mình các bạn nhá. Đấy thường là mình là kênh mới nên là các bạn nhớ là theo dõi, đăng ký kênh, bật chuông và xem hết cái clip tour. Đấy thì chắc chắn là mình sẽ tặng quà cho các bạn rồi nhá. Đấy thì bạn nào muốn nhận phần quà nào thì các bạn nhớ like, đăng ký, bật chuông và xem hết cái clip tour để ủng hộ mình. Và hiện tại thì mình có 10.000 coin các bạn nhá, 10.000 vàng và mình sẽ hôm nay mình sẽ hack lên hack thêm 80.000 vàng xem có thành công không các bạn nhá. Đấy thì các bạn muốn xem có thành công hay không thì các bạn nhớ theo dõi clip mình nhá. Đấy đầu tiên thì các bạn tải cho mình ứng dụng đó chính là Zachiever về các nhá. Các bạn vào CF Play các bạn sẽ tải cho mình ứng dụng đó chính là Zachiever như thế này. Nó có giao diện như thế này các bạn nhá. Đấy và đây thì đấy khi các bạn đây thì các bạn sẽ khi các bạn đấy vào đây nhá, giúp mình. Đây thì xong bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn luôn. Đấy đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái Google giúp mình và các bạn sẽ truy cập vào cái đường link ở dưới phần mô tả, mình để dưới phần bình luận nhá, mình để dưới phần mô tả cho các bạn nhá. Đấy thì cái đường link này thì các bạn nhớ là làm giống như mình nhá. Đường link bây giờ trước hết thì bạn cái file hackcoin.gadls này thì các bạn sẽ tải về giúp mình nhá. Đây bây giờ các bạn sẽ tải về và cái này rất là nhẹ thôi, các bạn không lo mất tích hay là bay ạc gì đâu các bạn nhá, rất cực kỳ an toàn luôn. Đây thì mình đã tải về rồi, thì các bạn khi các bạn tải về rồi thì các bạn nhớ là quay lại DRS giúp mình. Đấy và các bạn nhớ quay lại DRS giúp mình nhá. Sau khi các bạn quay lại DRS thì các bạn sẽ vào cho mình cái ứng dụng đó chính là Zachiever với các bạn nhá. Đấy các bạn sẽ tìm cho mình một cái mục download giúp mình nhá. Đây mục download đây các bạn nhá. Đây thì các bạn sẽ tìm cho mình một cái mục đó chính là đâu nhỉ, đây đây thì mình có tải file hack rồi các bạn nhá. Đây thì hack coin dls.zip thì mình đã hack về rồi, thì các bạn sẽ nhấn vào một nhịp giúp mình nhá, nhấn vào và các bạn sẽ giải nén ngay tại đây giúp mình. Thì khi các bạn giải nén ngay tại đây thì các bạn sẽ thấy cho mình cái tệp đó chính là file hack nhá. Đấy, file hack coin dls. Đây thì các bạn sẽ nhấn giữ vào đây giúp mình này. Đấy các bạn sẽ nhấn sao chép giúp mình nhá. Đấy các bạn sẽ nhấn sao chép này. Ok. Sau khi các bạn sao chép thì các bạn sẽ vào bộ nhớ thiết bị này, Android nhá, data giúp mình các bạn nhá. Đây thì các bạn sẽ thấy cho mình đây thì có com pretuce chem game nhá, DLS7. Thì các bạn chỉ click vào đây một cái và các bạn sẽ dán ngay tại đây giúp mình nhá. Đây, sau khi các bạn dán vào đây thì các bạn sẽ dán vào đây giúp mình, thì các bạn dán và các bạn sẽ ném vào 7 zip giúp mình và các bạn sẽ nhấn một lần nữa và các bạn sẽ sao chép giúp mình nhá. Đấy sao chép và cô xong các bạn sẽ dán ra, để dán ra và các bạn sẽ quay lại DRS giúp mình và các bạn sẽ vào phần cài đặt giúp mình nhá. Đấy thì các bạn sẽ tìm AVNC. Đấy thì các bạn sẽ nhớ cái AVNCD giúp mình nhá. Đây thì các bạn nhấn vào phần thông tin này để cái OID và các bạn nhớ là cái OID của các bạn vào đây nhá. Đấy OID nhỉ. Đấy thì cái OID này thì mình không thể sao chép được, mình phải các bạn phải nhớ là phải ghi ra giấy nhá. Đấy thì 135. Đấy thì các bạn xem thấy 135 nhá. Đấy thì cái OID của mình thì nó đang ở đây các bạn nhá. Thì đây cái OID của mình thì mình sẽ mình sẽ ghi vào các bạn nhá. Đấy thì mình sẽ ghi vào và đỡ quên 135 các bạn nhá. Đấy 135. Đấy 2 số 3 các bạn nhá. Đấy thì bạn nào thì các bạn cứ chịu khó làm giống như mình thì chắc chắn sẽ thành công các bạn nhá. Đấy thì cực kỳ ok luôn. Đây sau khi các bạn mình đã sao chép OpenID của mình vào rồi thì các bạn mình sẽ x ra và ra ngoài các bạn nhá. Đấy các bạn sẽ quay vào, quay về nhá. Và sau khi đây thì các bạn sẽ đấy cho mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ quay lại cái Zachiever các bạn nhá. Đây thì các bạn sẽ nhấn giữ vào cái file hack GADLS cho mình nhá. Và các bạn sẽ đổi tên giúp mình. Đấy thì các bạn sẽ nhấn đổi tên và các bạn sẽ xóa phần copy đi giúp mình nhá. Đây sau khi các bạn sẽ đổi tên thì các bạn sẽ nhấn cái số ID của các bạn vào đây nhá. Đấy
và các bạn sẽ nhắn cho mình là đây thì các bạn sẽ nhắn giúp mình nhá. Đấy thì các bạn sẽ nhắn xem nào, mình ghi có đúng không trời. Đấy, không quên xin lỗi các bạn, mình đã ghi nhầm rồi. Các bạn nhớ phải ghi chuẩn nhá, không được ghi không được ghi bừa đâu nhá. Đấy, xong khi bạn ok xong giúp mình nhá. Đấy, ok thì các bạn đã làm thao tác xong rồi thì các bạn sẽ quay lại DLS giúp mình nhá. Đấy, DLS và các bạn sẽ vào một cái phần nữa cho mình nhá. Đấy thì các bạn sẽ vào phần coin giúp mình. Đấy, coin nhá. Đấy thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần phần này giúp mình. Đấy, sau khi thì các bạn đã làm xong tất cả các thao tác rồi thì các bạn đợi một xíu nhá. Đấy, các bạn chỉ cần đợi tầm 1 phút hay 2 phút gì đấy thôi thì các bạn nó sẽ kim cái vàng coin này sẽ về nick các bạn nhá. Đấy thì khi các bạn làm xong đầy đủ các bước thì các bạn nhớ nhá, làm xong thì các bạn đợi một lúc nhá. Đấy thì nó vàng mới về các bạn nhá, vàng coin mới về. Bây giờ mình sẽ lấy luôn cho các bạn luôn này. Đấy thì đây thì các bạn thấy không? Đấy, vàng của bạn đã về nick rồi này. Đấy, rất là ngon luôn các bạn nhá. Đấy thì bạn nào muốn làm được như mình thì các bạn nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông và xem kỹ clip con tua các bạn nhá. Xem kỹ clip con tua và đăng ký kênh và để ủng hộ mình các bạn nhá. Nếu bạn nào chưa làm được thì các bạn cứ nhớ làm để mình làm hộ các bạn nhá. Ok luôn các bạn nhá.